Thưa quý vị và bà con, từ 2.000m2 cha mẹ cho làm vốn khi lập gia đình, sau 30 năm, ông Lê Hoàng Duyên của tỉnh Hậu Giang đã gây dựng nên cơ đồ khiến nhiều người phải trầm trồ. Ngoài sở hữu 6 hectare và 2 kho lúa với quy mô 700 tấn, thì ông còn làm chủ trang trại nuôi cá nước ngọt với diện tích ao nuôi hơn 7 hectare. Với bản tính cần cù chịu khó cộng với tính ham học hỏi, chỉ tính riêng mô hình nuôi cá nước ngọt đã giúp cho lão nông này bỏ túi tiền tỷ mỗi năm. Và đây cũng là chân dung của nông dân Việt Nam xuất sắc này. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng với nhà nông thông minh gặp gỡ lão nông là tỷ phú cá nước ngọt tại miền Tây. Đang tất bật thu hoạch cá thác lát với diện tích ao nuôi rộng 1.500m2, năng suất bình quân đạt 15 tấn. Với giá bán hiện nay 65.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, ông Lê Hoàng Duyên nhắm tính thu về hơn 100 triệu đồng chỉ sau 8 tháng nuôi. Đây chỉ là một trong 17 ao nuôi cá nước ngọt mà lão nông đang sở hữu. Mình đã đam mê con cá, mình đã gắn liền với nó là cũng đâu mười mấy hai năm nay rồi, gần 20 năm rồi là mình không có lời gời nó được, là lý do là vì quá đam mê nó. Giả sử như 1 hectare đất lúa thì làm 1 năm, như vậy thì trên 1 năm làm ở đây là làm có 2 vụ. 2 vụ thì lợi nhuận chỉ có được 3-4 triệu đồng trên một năm, là trên một công thôi. Đó. Còn nếu mà được 3-40 triệu trên 1 hectare, còn như nuôi con cá thì nó có thể là như 1 hectare mình có thể kiếm được vài trăm triệu. Bén duyên với con cá nước ngọt từ những năm 2000, lão nông này chọn con cá rô đồng để nuôi thử nghiệm. Thời điểm đó do chưa có kinh nghiệm, ông Duyên thất bại 3-4 vụ liên tiếp, thua lỗ gần 100 triệu đồng. Nhưng ông vẫn không nản chí. Rồi phong trào nuôi cá rô đầu vuông xuất hiện, lão nông này mạnh dạn đầu tư chuyển đổi. Năm đầu tiên thả nuôi, chỉ một ao nuôi cá rô đầu vuông, ông thu về lợi nhuận 330 triệu đồng, tương đương 10 lượng vàng thời đó. Từ đó, lão nông này quyết chí duy trì và phát triển ngành nghề này cho đến nay. Bây giờ mình cũng là luân phiên nhiều khi cái thời điểm con cá. Trong đó tôi cũng nuôi là không phải là riêng con cá rô không, bây giờ còn nuôi là thêm con cá thác lát, con cá chê vàng và con cá lóc. Nhiều cái loại cá này nó hụt hàng thì nó có giá, mà loại nào nó dư thì nó là sụt giá. Cái giá thị trường thì nó cũng bấp bênh, bởi vì mình nuôi cũng nhiều loại, từ chỗ đó là mình có thể là gớt cá này cũng còn lại cá khác. Từ 2.000m2 đất trồng lúa được cha mẹ cho khi lập gia đình, sau 30 năm cần cù chịu khó, không ngừng tích góp mua thêm đất và phát triển thêm nghề thu mua lúa, chăn nuôi thủy sản. Hiện ông Duyên đã sở hữu 6 hectare lúa và 2 kho lúa với quy mô 700 tấn. Đặc biệt là 17 ao nuôi cá thác lát kết hợp cá sặc rằn, cá rô đầu vuông, cá trê vàng và cá lóc với tổng diện tích mặt nước hơn 7 hectare. Chỉ tính riêng lợi nhuận từ con cá nước ngọt giúp lão nông này bỏ túi lợi nhuận hàng tỷ đồng. Là mình nuôi con cá thì nó rất dễ, nó không đi đến đâu ấy là khó. Mà nhưng cái đầu ra bây giờ nó rất khó, bây giờ nó còn bấp bênh quá. Dự định xoay quanh này sau này tôi tính là tôi phải là chế biến con cá này ra cho nó thành phẩm. Rồi phải là làm qua bên OCOP, rồi cũng phải là coi kiếm những cái thị trường nào đi học hỏi tìm tòi đang mở rộng, đang có chuyện hướng chuyển rộng là phát triển thêm con cá này. Là tỷ phú chân đất, nhưng lão nông này luôn trau dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân từng ngày, cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất thông qua các buổi tập huấn, hội thảo. Với mô hình nuôi thủy sản hơn 7 hectare đạt hiệu quả kinh tế cao, ông Duyên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 100 nông dân đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.